18 tay đua xuất sắc nhất của 9 đội đến từ nhiều quốc gia trên thế giới hiện đã có mặt tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Họ đang tất bật chuẩn bị cho những màn tranh tài đầy kịch tính tại giải đua sắp tới. Tại khu vực tổ chức giải đua, các tay đua đang cùng đội ngũ kỹ thuật viên dựng lều trại, lắp đặt thiết bị và đưa những chiếc thuyền chiến ra bến. Tiếng máy móc, thiết bị sửa chữa động cơ cùng những âm thanh của sóng biển ở đầm Thị Nại tạo nên bầu không khí đầy hứng khởi. Giải đua UIM F1 H2O World Championship là sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu chặng đường thứ hai sau chặng mở màn tại Indonesia. Đây là cơ hội tuyệt vời để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Và cũng trong chặng đua này, đội F1 H2O Bình Định Việt Nam sẽ có màn ra mắt với khán giả nước nhà ngay tại trường đua xanh đầm Thị Nại. Với hai tay đua là nhà đương kim vô địch thế giới 2023 Jonas Andersson và Stefan Aron. Đội Bình Định Việt Nam sẽ tranh tài với 8 đội đến từ nhiều quốc gia gồm Trung Quốc, Na Uy, Bồ Đào Nha, Pháp, Phần Lan và 3 đội của UAE. Giải đua vô địch thế giới thuyền máy nhà nghề UIM F1 H2O World Championship là sự kiện thể thao quy mô lớn và được coi là một trong những giải đua vô địch thuyền máy nghề uy tín nhất trên thế giới. Được tổ chức bởi Liên đoàn đua thuyền máy quốc tế, với gần 40 năm hoạt động, 300 lần tổ chức giải đấu, đi qua hơn 30 quốc gia, giải đấu có lịch sử lâu dài và uy tín trong giới thể thao dưới nước, thu hút sự quan tâm và tham gia của các đội đua hàng đầu từ nhiều nơi trên thế giới. Quy mô của giải đua này không chỉ bao gồm sự cạnh tranh giữa các tay đua xuất sắc, mà còn là sự kiện thể thao mang tính giải trí đầy màu sắc và hấp dẫn. Với thể thức thi đấu cao nhất của thuyền máy là F1, nên cấp độ cạnh tranh cao, tổ chức chuyên nghiệp và an toàn. Giải đua sẽ được tổ chức tại đấu trường xanh đầm Thị Nại, là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Bình Định. Với đường biển dài và nước biển trong xanh, đầm Thị Nại thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm và được biết đến như một điểm đến lý tưởng để tận hưởng bầu không khí biển cả tươi mới và thư giãn. Với sự tham gia mạnh mẽ của các đội đua từ khắp nơi trên thế giới, cùng sự ủng hộ của khán giả ở Quy Nhơn, Bình Định, hứa hẹn sẽ mang lại những trận đấu đầy kịch tính và gây cấn ngay tại đầm Thị Nại vào ngày 29 tháng 3 đến 31 tháng 3 tới đây.